Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, động vật trong sở thú Zootoxi ngày hôm nay bọn chúng lại xuất hiện một con động vật mới các bạn ạ. Con này thì rất là đáng yêu luôn, nhưng mà sau khi bị ký sinh trùng lên người thì nó lại trở thành một con vật cực kỳ ghê gớm luôn. Nó cũng là một trong những con động vật mạnh nhất luôn đó các bạn ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem con động vật đó là con gì nhé các bạn ơi. Nhưng mà trước khi xem cái video này của Nhân BB, mình rất mong các bạn bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để giúp Nhân BB được 10.000 like trong cái video này nha các bạn nha. Mình chỉ mong điều đó thôi, hy vọng các bạn fan của mình giúp đỡ mình nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trò chơi này thôi nào. Ok các bạn ơi, và đây chính là con động vật mới các bạn ơi. Đó chính là con cừu các bạn ơi, con cừu các bạn ơi. Con cừu là loài động vật rất chi là hiền luôn. Nó thường được người ta lấy lông để làm những cái kiểu như là vật dụng các bạn ơi, làm những kiểu như là quần áo này và chăn các bạn ơi. Lấy cái lông của nó vì lông của nó rất là ấm các bạn ạ. Còn đây là những con động vật mới các bạn ơi. Wow, đó là con bò. Ui, con bò nó cắn cá mập kìa. Trời ơi, nó con cá mập ấy nó cũng biến đổi luôn. Wow, không ngờ vừa vào video một cái mà bọn động vật bọn nó kiểu như đã hung dữ rồi các bạn ơi. Đúng là động vật trong sở thú Zootoxi có khác khét thật đây. Và bên đây là những cái con động vật trước nha các bạn nha. Đấy, những con động vật cũ các bạn đã biết hết rồi đúng không? Và bây giờ thì Nhân BB sẽ ký sinh trùng các bạn nha. Và các bạn hãy xem cái con cừu đáng yêu kia sau khi nó bị ký sinh trùng lên người thì trông nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Và nếu mà các bạn chưa bấm like thì bây giờ các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký kênh giúp Nhân BB nha. Ở cái video này được 10.000 like nha các bạn nha. Ok, đầu tiên sẽ là con ngựa. Nó nằm mật ra rồi các bạn ơi. Nó đã được ký sinh trùng thành công. Wow, các bạn nhìn này. Tiếp theo chính là con chó sói các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Và tiếp theo đây, ui, nhìn kỹ đi. Đó chính là con lợn các bạn ơi. Đó, ký sinh trùng rất nhanh luôn các bạn ơi. Đó, và để cho các bạn xem tí nữa cái con cuối cùng kia chính là con cừu, nó biến đổi mạnh mẽ như thế nào nha. Tiếp theo chính là con chim cánh cụt. Trời ơi, cái mồm của nó rất là đáng sợ luôn các bạn ạ. Rồi, đôi cánh thì của con rơi. Và tiếp theo nó còn là con sư tử. Đó, các bạn chưa? Wow, cái mồm con này cũng rất là ghê. Và cái bàn chân của nó kìa, các bạn nhìn kìa, nó có ba ngón chân thôi. Tiếp theo đó chính là con chuột túi. Con này thì ngầu nói rồi các bạn ơi. Cái bụng của nó kiểu như là cắt đôi ra luôn các bạn ơi. Bụng của nó chính là cái mồm đó. Tiếp theo chính là con hà mã. Từ màu xám biến thành màu tím. Và cái mồm của nó thì cũng kinh dị không kém luôn các bạn ạ. Đó, bên đây thì sẽ là con gấu. Nào, con gấu trúc panda. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ui, gấu trúc panda sẽ bị ký sinh trùng lên. Con này rất là ghê luôn. Từ một con gấu trúc bé nó trở thành một con gấu trúc khổng lồ luôn nha các bạn nha. Ui, ui, nó gầm lên kìa. Wow, gấu trúc cắn một cái con cá mập xanh kia tiêu luôn kìa. Oh my god, không thể tin được. Không ngờ cái con cá mập xanh này thì bị gấu trúc nó hại cũng dễ dàng như thế luôn các bạn ơi. Wow, ghê đấy. Và tiếp theo đây đó chính là con hươu cao cổ nha các bạn nha. Đó, rất chi là cao luôn các bạn ơi. Tiếp theo nữa chính là con tinh tinh này, các bạn hãy xem đây. Con tinh tinh sau khi bị ký sinh trùng thì như thế nào đây. Là một loài động vật rất là hung dữ luôn các bạn ơi. Và nó có thể tung ra chiêu các bạn ơi, dung nham nữa các bạn ạ. Rất là ghê luôn. Rồi ok, nó đã về vị trí của nó rồi đấy. Tiếp theo đây sẽ là con voi. Con voi cũng rất là ghê luôn. Nó giống cái con của chuột túi kia. Nó có cái mồm ở lưng các bạn ơi. Đó, rất là kinh khủng luôn. Tiếp theo đó chính là con. Con này là con tuần lộc các bạn nghe. Ấy, con mà chở ông già Noel đi phát quà các bạn ơi. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Con rắn này lại biến đổi kìa. Ui, chuyện gì vậy? Con rắn đột nhiên nó biến đổi các bạn ơi. Mình chưa cho phép nó biến đổi mà nó đã biến đổi rồi. Ui, có vẻ như là nó rất nóng lòng để chiến đấu các bạn ạ. Và ngày hôm nay động vật trong sở thú Zootoxi sẽ đấu với lại động vật trong sở thú Zoonomany các bạn nha. Wow, và đây chính là con rắn này các bạn ơi. Zoonomany ngày hôm nay thì cái con trùng cuối của Zoonomany các bạn biết là con gì không? Ui, con rắn kìa. Ui, nó cắn mình này. Wow, trùng cuối của động vật trong sở thú Zoonomany là cái con
con kiểu như là cái con đấy nó biến thành kiểu như là nó kết hợp với Godzilla các bạn ạ. À, nó rất là ghê luôn, nó phóng ra kia plasma các bạn ơi. Nên là động vật trong sở thú Zochoshi phải cẩn thận nha. Trận đấu này chưa chắc Zochoshi đã giành được phần thắng đâu. Tuy có con động vật mới nhưng mà chưa chắc con đã giành được phần thắng đâu nha. Và con cá sấu này cũng rất là mạnh luôn các bạn ạ. À, nó tấn công ra những cái viên đá màu xanh kìa. Wow. Oh my god. Rất là ghê gớm. Ui. Wow. Ảo thật sự luôn. Được của nó chứ nhỉ. Con cá sấu này mạnh quá. Được đấy. Ok. Đó các bạn thấy chưa. Cá sấu rất chi là ghê gớm luôn. Và cuối cùng không còn gì khác, đó chính là con cừu các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem cái con cừu này nha các bạn nha. Nó biến đổi sẽ như thế nào đây. Xem con cừu có thể gánh cả cái team đấu với này John Novenny hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ok, và đây, chú cừu đã biến đổi thành công. Từ một con cừu đáng yêu bây giờ nó biến thành một con cừu chân nhện. Có tới 12 cái chân các bạn ơi. Wow, à có tới 10 cái chân. 10 cái chân hay là 12 con. 4-4 là 8, 8-4 là 12 cái chân các bạn ạ. À. Trời ơi, nhân baby không biết đếm sao chứ. Đúng rồi, có tới 12 cái chân. Con lợn kia thì có 8 cái chân thôi. Nhưng mà cái con cừu này nó có tới 12 cái chân nữa các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa. Đấy, 8 cái chân nhện và 4 cái chân của nó các bạn nha. Ok. Còn bên đây chính là động vật trong sở thú John Novenny. Và các bạn có biết có chùm cuối kia không? Rất là ghê gớm luôn. Động vật trong sở thú John Novenny thì ngày trước thì rất là ngầu và mạnh. Nhưng mà sau khi có động vật trong sở thú Zochoshi xuất hiện thì động vật trong sở thú John Novenny nó còn chỉ còn là cái tên đấy các bạn ơi. Nó không có tuổi gì các bạn ạ, để đấu luôn đấy các bạn ơi. Ok, và đây con cá khổng lồ các bạn ơi. Đó, động vật trong sở thú John Novenny có con gì thì động vật trong sở thú Zochoshi cũng gần như là có con đó. Cũng có con ngựa các bạn ạ, cũng có hươu cá cổ. Con chuột thì chưa có các bạn ơi. Con sư tử thì động vật trong sở thú rồi. Ui, đây có hươu cá cổ đây. Trời ơi, nó cắn mình kìa các bạn ơi. Làm mình giật hết cả mình luôn. Ok. Tiếp theo là con này mình không biết tên, con khỉ nhá. Tiếp theo là con chim này các bạn ơi. Tiếp theo là con lợn. Ui trời, lợn trong sở thú John Novenny hơi bị phèn các bạn ơi. Có đây là con... Ui, nó bắt mình. Trời ơi, con thỏ này kiểu như nó hay ngại các bạn ơi, nó hay che mặt lắm. Nhưng thực ra nó chỉ giở vờ thôi. Ai cứ thấy nó ngại mà đến gần nó kiểu như là nó sẽ cho mình biết thế nào là lễ hội luôn các bạn ơi. Cứ xử mình luôn. Đây là ai? Cuối cùng là sẽ là con chùm cuối cáo các bạn ơi. Nhưng mà nó sẽ được kiểu như là được bút sức mạnh lên giống Godzilla các bạn ơi. Có cả quỷ đầu loa. Và đây là bác bảo vệ các bạn nha. Ok. Và đây chính là cái con khổng lồ này các bạn ơi. Con khổng lồ này cũng rất là mạnh đấy các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì nó bình thường rồi. Và đây là con này chính là con chú cuối này. Ây, con cáo kết hợp với Godzilla các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ kiểu như là cái con cáo này sẽ cho nó đấu sau nha. Vì nó rất là mạnh các bạn ơi. Để cho nó đấu sau các bạn ơi. Đấy, tí nữa nó sẽ đấu riêng nó các bạn ơi. Nếu động vật trong sở thú kiểu như là John Novenny thua ấy thì nó sẽ đấu với các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem trận đấu này. Nếu bạn nào là fan của John Novenny hãy bấm like video. Bạn nào là John Chosy hãy bấm đăng ký kênh và bình luận xuống bên dưới nha. Và nếu bạn nào chưa bấm đăng ký kênh bấm like, hãy bấm like và đăng ký kênh nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem trận đấu này nha. Ok các bạn ơi, trận đấu sẽ được bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Và chúng ta nào vào đấu với nhau. Ui, kìa các bạn nhìn kìa. Con cá mà đang đấu với con cá khổng lồ kìa, nó đang nào tới. Rồi xong rồi. Wow, động vật trong sở thú Zochoshi rất cao dư. Nó nào đến tấn công rất là nhanh luôn. Rồi xong rồi. Lần này động vật trong sở thú John Novenny nhưng cái con yếu này không thắng rồi. Ui, cái con cá khổng lồ này cũng đang rất là mạnh các bạn ạ. Wow, nó đang gánh team. Ui, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã hy sinh. Tất cả động vật trong sở thú John Novenny đã tiêu rồi. Nhưng mà còn con trùng cuối thì nữa sao? Chúng ta sẽ cùng nhau xem sức mạnh của con này nha. Rồi, ui, nó phóng ra tia plasma. Nhưng con động vật trong sở thú Zochoshi đang bị đốt cháy kìa các bạn kìa. Wow. Ui, quá ghê gớm luôn. Thôi xong rồi. Ui, trùng cuối mạnh quá. Trùng cuối John Novenny rất là mạnh luôn. Zochoshi tuy có con động vật mới kiểu như là nhưng vẫn không ăn thua gì. Thế là Zochoshi đã thất bại trước con quái vật khổng lồ này rồi các bạn ơi. Wow.
quá là hay luôn. Còn hai con ký sinh trùng bé nhỏ này thôi các bạn ạ, không có tuổi gì. Nhân BB xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này của mình. Nếu các bạn thấy video này của mình hay, hãy bấm nút like và bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để theo dõi những video mới nha. Khi nào Nhân BB có video mới các bạn có thể xem được luôn. Và đừng quên bấm like và bình luận bên dưới, Nhân BB sẽ trả lời bình luận và hoặc là thả tim những bình luận của các bạn nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé.